ngoài này lạnh lắm. Bác nên khoác thêm áo vào để giữ sức khỏe. Bác Len à, cho con xin lỗi chuyện hôm trước nha. Con không có cố ý nói như vậy. Và sẵn đây con cũng xin phép bác là ngày mai tụi con sẽ về lại Sài Gòn. Bác yên tâm đi, khi nào tụi con sắp xếp được thời gian, tụi con sẽ lên đây thăm bác. Còn về việc của vợ con á, bác cứ gọi vợ con là Phương đi à, không sao đâu. Sự thật vẫn là sự thật, con Phương nó chết rồi. Cậu với lại con Phương, à cậu với lại cô Hằng mới làm đám cưới hả? Dạ. Nhìn cô cậu thấy hạnh phúc quá à. Tôi cũng vui, cậu cố mà giữ nha. Dạ, con cảm ơn bác. Mẹ, gọi ta là bác được rồi. Dạ. Dạ thưa bác, vợ chồng con xin phép bác ngày mai về lại Sài Gòn. Sẵn tiện con gửi trả lại bác cái khăn. Con biết là cái khăn thêu này á, bác thêu để tặng chị Phương, cho nên con không thể nào giữ nó được bác à. Giữ lấy đi con, coi như đó là kỷ niệm của bác. Con Phương nó chết rồi, đâu cần dùng đến cái khăn này nữa. Con giữ gìn sức khỏe, có rảnh thì về thăm bà già này nha con. Thôi, không không, tôi không sao. Cô cậu về mạnh giỏi nha. Bác, để cô đưa bác vào trong. Thôi nha. Thôi thôi, không sao. Sẽ mang lại những niềm gỡ, em có hiểu hay không? Anh sao vậy? Anh như thế nào? Tại sao lại ích kỷ như vậy? Một chút kỷ niệm còn lại anh cũng không cho em giữ là sao? Anh nói mà em không hiểu hả? Em giữ cái khăn này là cô Phương cứ đeo bám vợ chồng mình hoài, lúc nào cũng muốn phá nát hạnh phúc gia đình của mình. Tại sao em phải đòi giữ nó đi làm cái gì? Anh trả cho em lại cái khăn. Dẹp đi. Anh là... sao vậy anh? Sao tay anh đầy máu vậy? Sao tay anh đầy máu vậy? Anh!